cặp đôi cực kỳ đặc biệt với sự kết hợp của các ông bố và những đứa trẻ của họ đã sẵn sàng lên đường trong kỳ và bố rồi thế là bố không phải trải nghiệm những vùng đất mới trong 2 ngày 1 đêm, đua tài chinh phục với những nhiệm vụ cam go, ngộ nghĩnh và hài hước, hướng đến vị trí cặp đôi cha con hợp sức vô địch năm, vận động, tương tác, hiểu ý và trải nghiệm. Cơ hội để những ông bố và con của mình gần gũi và thấu hiểu nhau hơn, giúp những đứa trẻ có thêm những bài học về cuộc sống muôn màu. Xin chào mừng hai cặp cha con đến với vườn rau sạch của Củ Chi. Chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo ở đây. Nhưng mà trước khi thực hiện nhiệm vụ thì em muốn hỏi cảm giác của hai đội tối qua ngủ như thế nào? Nằm xuống ngủ ngay. Mà con thấy có cảm giác giống như là đang cắm trại ở trong rừng cao su. À vậy hả? Còn con thì sao? Mát. Mát. Làm trên đất không có nền chạy, có thấy cứng. Cứng. Còn anh thấy cảm giác như thế nào anh? Anh cảm giác này thấy giống như trở về miền quê. Lúc còn nhỏ nghe tiếng ếch nhái kêu rồi chó sủa. Hai đội đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo chưa nào? Ok. Con nhớ số điểm con hiện giờ bao nhiêu không? 47. Con? 44. Con nghĩ rằng nhiệm vụ tiếp theo con sẽ vượt điểm bên đội của bé Phát không? Dạ, vượt luôn. Vượt luôn đúng không? Con chờ đợi gì nữa, chúng ta hãy vào trong nào. Let's go. Đây là bờ, gọi là bờ ruộng nè, bom mình đang đi trên cái bờ ruộng. Xin chào cả hai gia đình ạ. À, chào chú My. Như hai gia đình đã thấy, đây là dụng cụ để cung cấp cho hai gia đình trong nhiệm vụ lần này. À. Nhiệm vụ lần này có phải là đi chăn bò không chú My? Vui không? Dạ vui. Lần đầu tiên có một trải nghiệm vui như vậy luôn á. Ủa bây giờ con hỏi đến bây giờ, mấy con bò mà nó đang kêu á, có nghĩa là nó đang cảm ơn mình đúng không bà? Hay là cảm ơn bằng tiếng kêu bò đó bà? Ừ. Nó không phải nó cảm ơn, nó kêu trộn rộn quá. Nhiệm vụ đầu tiên trong một chuỗi liên hoàn nhiệm vụ. Hả? Căng thẳng quá. Ôi trời. Bố hướng dẫn con đi dắt bò. Con sẽ chạy đi, tháo dây và dắt bò về chỗ bố giữ. Mỗi con bò sẽ được tính 2 điểm. Vị trí bố đứng là 2 lá cờ. Chúng ta có 7 con bò. Cái móc người ta cắm xuống để đất mềm con nhổ lên, hiểu không? Mà nhổ không nổi tháo cái dây ra thì sáng khi nó rút lại thì nhổ nó lâu lắm. Gỡ cái dây ra mà không được á thì con rút luôn cái cọc đó lên, nhưng mà cọc nặng quá thôi cố gắng tìm cách gỡ cái dây xong mà cứ kéo cái con bò lấy con gần nhất, kiếm mấy con nhỏ nhỏ dễ dắt ha. Mấy con lớn thì sao bà? Mấy con lớn thì nó nặng hơn, nó khó dắt hơn. Rồi đi chơi coi. Con bò cắn hả? Bò nó ăn cỏ mà nó cắn. 3, 2, 1, bắt đầu! Cố lên! Bom ơi, chị lấy con đó, con phải đi con khác. Rồi, dẫn đi con. Chứ tao chưa nghe được bơi. À, Bom ơi, nhổ mạnh lên. Bỏ ủng ra. Dân anh, nhổ mạnh lên. Không được. Có cột không? Có. Nhưng mà cái móc ghim có sâu lắm không? Đó, nhổ lên đúng rồi. Kéo đu dây. Cái cây cột. Nắm cái cột quá Bom. Kéo lên. Không sao hết con. Không sao hết con cứ dẫn đi. Gần cũng được, không sao hết, bò nó không có hút. Bom lên. Dạ. Lắc. Đi lắc nó để kéo nó lên. Bom ơi, Bom. Lắc cái cột á, lắc cái cột. Nhanh lên, come on. Lắc cái cột mạnh lên, ngồi xuống. Đó, nó chạy rồi, con cứ lên, come on. Con giật giữ con. Nhanh lên. Con không được. Qua con khác. Vậy là đội của bé Văn Anh và anh Trung đã được một con đầu tiên rồi. Kiếm mấy con nhỏ nhỏ dễ dắt ha. Mấy con lớn thì sao bà? Mấy con lớn thì nó nặng hơn, nó khó dắt hơn.
có sợ bò lắm, sợ sơ sơ thôi. Bom ơi, con gần đây nè. Đâu? Con gần nè, nhanh lên. Thì đó, con gần con đó. Kéo không nổi, lắc qua lắc lại. Thâu dây lại, thâu dây lại để cho ly. Đi khó quá thì cởi cũng ra, không có ghê. Không có khó. Đi đi, không có hút đâu. Bo, đi nè. Mệt quá. Bom ơi, kéo nó, kéo nó. Kéo bom, kéo. Hai tay. Hai tay, kéo. Wow. Đội có bé Văn Anh rồi, anh Trung đã được con thứ hai rồi. Nhanh lên bom, nhanh lên. Tiên anh bỏ cũng ra cũng được con. Dạ không, con bỏ đâu. Nhổ đi con, tới lại con bò nó nhổ, nhanh lên. Nhanh lên thôi, trời mưa rồi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, kéo. Con, nhanh lên. Con đừng có nói, nó có nghe được con không? Mấy con bò nó cứ chạy lung tung hoài à. Nó không có đi theo lối con bò, nó cứ lạng tới, lạng lui, lạng qua, lạng lại. Con điều khiển một chỗ mà nó không ngon đi nữa. Hai tay, kéo, hai tay kéo mạnh vào. Vâng anh, lắc đi, lên nổi không? Không lên nổi thì tính con khác. Dạ biết rồi. Nếu mà nó chặt quá con lấy chân con đạp nó. Đạp vô cái này nè, rồi rút nó lên nha. Nhanh, go, chạy. Bé Dương Phái đã có con bò đầu tiên. Vâng anh, nổi không? Không. Tính con khác. Ôi trời ơi. Ở cái nào dễ nhổ nhất, nhanh lên. Ôi, thâu dây lại. Rồi đi đi, con chạy đi, con đi đi. Coi chừng trúng á. Đi lên đó, con bò nó đã chạy theo con rồi, con đi đi. Chừng đừng có quấn vô, nó giật con á. Đừng có đi ken cái con này, dướng. Giọng, ai quăng xe dây qua con bò. Quăng mạnh lên. Rồi, đi, đi lên. Bom ơi, bom. Con xác định một con nào con làm đi. Chạy tới chạy lui hoài. Rồi, con thứ ba đã vào tới ơi. Tới con bên này đi. Thấy hả? Ừ. Trời, nhìn nó dữ quá vậy. Chỗ đi. Không được. Bom ơi, bom, bom, bom. Bom. Bom, bom. Bom. Về đây. Nhổ đi. Dạ. Nhanh lên. Nhổ đi con sao hết. Ba. Coi chừng nó giật cái cây này nhọn lắm. Bé Văn Anh là muốn con rồi. Nữa không ba? Nữa, con bắt được con đó không? Mệt quá à. Con bắt được con đó không? Con đi phía sau nữa. Khám phá luôn đi. Đi đi cách xa nha, coi chừng nó đái thôi. Câu lại hai tay. Con kéo vậy chi, con quăng sợi dây đi vòng qua cho ba. Hiện tại thì đội Bé Văn Anh và anh Trung đã được 5 con bò rồi. Bên đội của anh Dương và Bé Phát mới có 1 con thôi. Nhưng hiện tại mưa rất là to, cho nên chúng ta dừng cả chơi đây. Cảm thấy như thế nào Văn Anh? Dạ con cảm thấy rất là vui, với lại cũng xin chia buồn với lại em Vinh, em Phát. Khá là con thấy dạ. Sao? Dạ con thấy nãy giờ đi dắt bò giờ con thấy mệt quá. Tại sao vậy thì chị Văn Anh lại dắt được 5 con bò, con dắt con à? Tại mấy con bò nó chạy lung tung. Tại con chưa biết cách. Thế thì Văn Anh tại sao con lại can đảm dắt được tới 5 con bò lận? Dạ tại con nghe lời ba là nhổ cái cọc đó lên xong rồi con kéo dây lại con dắt nó đi thôi. À đơn giản vậy thôi hả? Tại vì bé thì nó rút không nổi mấy cái cọc nên mất thời gian trong việc mà chạy tới chị. Từ con này chạy qua con kia là cứ thế, nó hơi mất thời gian. Em thấy là anh đã hướng dẫn bé rất là kỹ, chẳng hạn như cái cọc là phải đạp để cho nó lung lay, nhưng mà như con không nghe hả? Con thấy mấy cái cọc cứng quá mà con nghĩ là đạp chắc cũng vô dụng thôi nên con khỏi đạp đi. Vậy là tại vì con không nghe lời ba có kinh nghiệm, ba chịu con không nghe. Đạp cái là nó nghiêng qua là con rút rất là dễ. Còn con cứ rút thẳng cái bùn á, nó mút cái cây lại, con rút không được. Không nghe lời ba. Nhưng mà không sao, vòng sau sẽ chiến thắng. Đội của bé Văn Anh đã dắt được 5 con bò, cho nên đã được 10 điểm. Đội của bé Phát đã dắt được 1 con bò, thì đã được 2 điểm. Tổng số điểm hiện tại bây giờ của đội bé Văn Anh là 54 điểm. Và đội của bé Phát hiện tại bây giờ là 49 điểm. Hai đội đã sẵn sàng để mà bước vào nhiệm vụ tiếp theo chưa nào? Rồi, sẵn sàng. À, nhiệm vụ lần này thì rất là đơn giản.
hai anh sẽ trở về đúng với tuổi thơ của mình. Bố bị bịt mắt, con đứng trên bờ hướng dẫn bố lấy cờ. Lấy được cờ trên đường đi tính 1 điểm. Lấy được cờ ở đích trước được 5 điểm. Còn bố đang lấy cái cờ đích mà sau thì được 2 điểm. Tiến thêm mấy bước, đó, rồi qua trái qua phải gì đó. Con hướng dẫn cho bà, kêu cái chân phải bà phải đá vô cái bờ, sát vô bờ, đó, đi theo cái bờ. Hôm sau bây con sẽ chỉ ba ví dụ con. Tiến tới, nếu như mà vừa con phải nói stop. Không, nói tiếng Việt cho rồi bày đặt lúc đó tiếng Anh, tiếng U nữa. Nhớ không? Mình đang bị dẫn điểm rồi, mình cố gắng nha. Hai ông bố quay tại chỗ, quay vòng tròn tại chỗ 5 vòng. 2 nhanh nữa anh. 4 Xuất phát, xuất phát. Cố lên ba. Vâng anh. Qua phải, qua phải. Phải nữa, nữa, phải. Trái, phải. Dân anh đi theo ba. Dân anh đâu? Bên, bên phải. Dân anh đâu rồi? Dân anh đâu? Trái. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Bên, bên phải. Dân anh đâu rồi? Dừng lại. Dừng qua bên phải. Tiến tới đi xíu. Nhanh lên bom, hướng dẫn nhanh lên. Rồi đi thẳng. Phải chứ cơ. Đi thẳng, không phải. Đúng rồi. Nhưng anh đâu? Một bên trái. Bom lấy hết cờ. Bom đâu? Dạ. Trời ơi, hướng dẫn chứ dạ cái gì ngoài vậy? Phải. Nhưng anh đâu, ba nè. Qua phải. Đi tới, đi tới, đi tới. Nhưng anh nè. Dừng lại. Ơi trời. Đúng rồi, dưới chân. Qua phải. Đằng sau quay. Đằng sau lưng. Rồi, sao? Có cái cờ đó mà. Đằng, quay lại đằng sau lưng. Đi tới. Đằng sau lưng. Đi tới. Đằng sau lưng. Đó. Tới chưa? Bên nè. Bên nào? Bên phải trái rồi nè. Bên nào? Bên phải trái rồi nè. Tới phải nè. Trái. Trái qua nữa. Qua nữa. Rồi đi ngang. Đi ngang. Ngang bên nào? Ngang bên trái. Qua tay xuống. Qua tay xuống. Lấy cái cờ kia chưa? Hả? Đằng sau lưng. Cờ nào ba? Trời ơi, cái cờ bên đằng sau nè. Sau lưng ba quay lại rồi nè, đỡ trước. Đó. Cờ này là đích chưa? Chưa, đi thẳng. Cờ nào bên đó hết. Chú lấy rồi hả? Dạ, đi đi, đi thẳng, đi thẳng. Thẳng hoài luôn, chạy đi. Bà con giỏi chiến thuật của ba không? Tay này tay trái, này tay phải. Con hướng dẫn cho ba. Kêu cái chân phải ba phải đá vô cái bờ, sát vô bờ, để ba đi theo cái bờ. Phải hay trái? Đằng sau lưng. Đằng sau lưng. Đúng chưa? Lưng. Con phải hướng dẫn ba trái phải thôi chứ con cứ dạ. Ba kêu bom. Dạ. Ba kêu bom. Dạ. Trời ơi ba không biết đường nào hết. Nhớ chưa? Dạ. Trái phải lên trước xuống sau. Ok. Con nghe cái tiếng ba vừa quay vậy mà con ba nghe con đâu bên này không à? Tưởng đâu chạy đâu mất lạc rồi. Con kêu ba đi qua bên phải mà tự nhiên ba đi qua bên trái. Quay tay phải còn phải nói tay phải của ba, tay phải của con. Con nói tay phải của con mà chứ. Thì con đứng bên này thì ba cũng đứng bên này thì tay phải nào cũng bằng nhau mà. Nãy ba đang mò con cũng điều khiển ba về đất chứ đâu. Nhưng mà con phải nói để ba biết ba muốn lấy cây cờ này nên con phải nói là chú Trung lấy rồi, chạy về đích đi. Đó. Mệnh lệnh ngắn gọn. Đó, hiểu chưa? Ok. Căng thẳng quá. Bên này cũng căng thẳng quá. Đúng cờ. Rồi, đúng cờ. Rồi, đội có nhiêu là nhận cờ đầu tiên. Về xuống, về xuống. Nhưng anh đâu, đâu nữa, nhưng anh ba chung cái này rồi. Qua phải. Phải tay ba hay tay trái? Tay ba. Đằng sau quay. Đó. Đó. Rồi. Rồi, cái cây hồi nãy ba mới quất vô cái cây đâu đây nè? Đây nè, cây này đến ta trồng cây. Có cái gì vậy? Kiếm chuyện đó cái coi. Đó, ở dưới nè, ở dưới. Cái xào nè. Sao nãy ba quất ở trên mà. Đó. Trời ơi, vô đây hả? Đội của anh Trung thì anh Trung đã lấy được một lá cờ trên cánh đồng này và một lá cờ đích. Cho nên anh Trung được tổng cộng là 3 điểm cho phần thi này. Đội của anh Dương lấy được 2 lá cờ trên cánh đồng và một lá cờ đích.
lấy trước đội của anh Trung, cho nên là đội của anh đã được 7 điểm trong phần thi này. Yeah. Con vẫn còn thua điểm của đội của chị Vân Anh là 1 điểm. Một khoảng cách rất mong manh. Con phải kêu ba về. Thì con không kêu ba về đâu. Vẫn có tranh cãi à? Vẫn còn, mình tức quá. Nhiệm vụ tiếp theo. Con bị bịt mắt, bố ở bên ngoài hướng dẫn con hái mướp. Có 7 quả mướp được dán logo của chương trình. Quả mà có dán logo nhỏ thì tính được 2 điểm. Dán logo vừa 3 điểm. Dán logo lớn thì tính 5 điểm. 3 2 1 bắt đầu. Trái đầu tiên anh, bước qua, bước qua, bước qua phải, bên phải, bên phải, bên phải, bước qua phải, nữa, nữa, quay lại chân anh, quay lại, đi lên đi, bên đây, tay phải, vé lại con, vé lại rồi, bơm, quay lại rồi, đi vô, đi, ê, no, no, bơm, hai tay, quay đây, trái, 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 rồi, đi lên đi, trái, nhân anh cái trái, trái đâu, cái trái đầu tiên nhân anh số 1 rồi, phải, 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 bên này, phải, nữa, nữa. Bên tay trái rồi, rồi hái đi con, hái đi, hai cái trái đi, có, hái đi. Bơm, trời ơi, đừng có chui, đi thẳng, đi thẳng. Không vẽ được. Đi thôi, tới, đi tới, tay rờ hai bên, đi tới, đi tới, 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 đi tới. Nhanh lên. Tới tương chung một bước, rồi bên tay phải của con. Xuồng qua trái chút, đó, rồi thẳng xuống, đó, đó, nó đó, bẻ, bẻ, tìm mọi cách bẻ. Dướng dây, dướng dây. Đi xuống, đi xuống, đừng có bớt bên đó đi. Lùi lại một bước, giơ tay lên. Rồi, 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 giữa dưới cây. Đi xuống rồi tiếp, đi đi con. Qua bên trái, qua bên trái. Đó, nó, giật, giật. Mạnh lên, cố gắng hết sức. Giật, giật, giật mạnh lên, giật một phát. Cứ vậy mà đi. Ừ. Tới chưa. Rồi, cứ thế đi vậy, đi nhanh lên. Ê, không phải, bông. Đi lên đi con, đi lên. Quay lại, quay lại. Quay lại, giang hai tay ra. Sát vô bên sợi dây méo rồi đó, cầm đó, ê giang hai tay bò rồi giang lên tay thẳng luôn, mò bơm bên chà, bên phải ủa cây đâu hết rồi. Bơm ơi, ba nói là giang hai tay để mà chạm được hai bên đi đâu nữa ba. Bơm giang hai tay chưa rồi, đâu ba, từ đi con, đi cứ đi đi. Ê ê, quay lại, quay lại bơm, quay lại, giang hai tay hai bên, giang hai tay hai bên. Đi tới, đi quay lại, đi tới, đi thẳng đi, đi thẳng, đi về, đi về đây, đi về gì đây. Rồi, đi, tới. Ba. Từ từ đi ba coi con nó nằm ở đâu đã, ba không thấy nữa rồi. Bơm, cứ đi tới, nhanh bơm. Đi tới đi Vân Anh. Dạ. Hai trái, dừng lại bơm. Vân Anh đứng lại. Sao nữa? Rồi. Rồi, để ba kiếm. Gì mà đi lên đi xuống hoài. Bơm đứng đó nha, để ba kiếm nha. Mệt quá. Không có than thở bơm. Giang hai tay hai bên để định hướng. Đâu? Bước tới một bước rồi, đó, ngay đầu, giật, giật. Rồi xong rồi đó, nhưng anh ơi, vé lại. Giật. Rồi, rồi, đi, go. Còn anh, nhanh lên, nhanh anh, nhanh lên, nhanh anh, tính anh. Rồi, nhanh anh, tốt. Rồi, hộp tay vô, hộp tay vô. Hộp tay vô, đụng đi con, rồi, nhanh anh. Hộp tay vô, ở dưới, nhanh anh. Ông ở trên, hộp tay thẳng vô, mẹ. Rồi, thẳng, ê, ngay trên đầu, ngay trên đầu, ngay trên đầu. Giơ tay thẳng lên đầu, không phải, không phải. Ê, quay, quay, quay trái, quay phải, quay phải, quay phải, quay phải. Rồi, tới chút, quay phải. Bơm, bơm, nè, tới một chút. Rồi, bỏ trái đó, không, không phải, bỏ, 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 đó, đó, đúng rồi, giật, giật, giật. Rồi, đi, go, 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 go. Mẹ bên cái tay của anh bơm, mẹ bên cái tay anh bơm, ngay trong cái vỏ. Chân anh thọc cái tay thẳng vô rồi, xong. Có tay cứ thọc cái tay thẳng vô. Bác chỉ rồi, xong rồi, đây là nãy giờ bác thấy mệt quá à. Con làm tốt lắm. Nãy giờ chị Vân Anh hái được trái nào không bà? Có, chị được 2-3 trái gì đó. Và mình chọn chiến lược cũng đúng bởi vì mình đi ở giữa. Nãy con có hái được cái trái nào có logo lớn không bà? Con toàn hái trái logo lớn, hái được 2 trái logo lớn luôn. Tốt lắm, chiến lược tốt. Thực hiện tốt. Đây, sản phẩm của con. Rồi, ok, không có gì đâu bù. Ba chỉ đâu ba không chỉ được. Tại vì thỏng trên thỏng dưới tùm lum tùm la. Mình là thua là lý do là chiến lược. Người ta đi trong mình đi ngoài là thua. Ở ngoài thì đại khái là có đi. Nhưng mà nãy ba chỉ là dựa theo cái cây. Con thấy như thế nào Vân Anh? Dạ, thấy buồn. Anh thấy buồn. Thôi, không có gì buồn con. Không có gì buồn con. Vân Anh, đừng buồn. Chưa phải có thắng thua chứ. Mày khóc nha. Em biết chị cũng cố gắng lắm mà.
Không mà còn thi nữa mà con. Vâng anh, còn thi nữa mà. Cho bác dẫn trước, lát mình dẫn lại. À, cố gắng vòng sau con. Rồi con đếm thôi, con được bao nhiêu điểm? Cho em lớn được mấy điểm? 5 điểm đúng không? Đúng rồi, 5 10 Trái trung được mấy điểm? 3 điểm. 3 điểm. 13 16 là 18. Phần thi này con đã được 18 điểm với 5 trái mướp con đã hái. Số điểm con bao nhiêu nào? Số điểm của phần thi này. Dạ được. Con 1 điểm. Xin chúc mừng con nhé. Xin chào mừng quý vị đến với vòng thi đấu cuối cùng của hai đội. Đây là vòng đối kháng trực tiếp cho nên là sẽ quyết định số điểm của hai đội. Đội của anh Dương và bé Phát chỉ cần ghi 8 điểm nữa thôi thì đội của anh Trung và bé Văn Anh sẽ bị knock out ngay tức khắc. Cho nên chúng ta sẽ chờ xem cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào nhé. Hello. Xin chào anh. Chào Thiên Vương. Cả nhà ơi, xin lỗi đã làm phiền. Wow, chào anh. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngày mai. Là phần thi đối kháng. Đây là tài liệu về trang phục của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Anh và bé tham khảo chọn ra 20 bộ trang phục để mà mình sẽ đấu với đội bên kia. Thuận nổi không ta? Phải mất như nhiều thời gian lắm mới thuộc nổi á ha. Istin. Chà, cái tên này khó nhớ dữ vậy. Cái những cái trang phục mà nó đều na ná với nhau hết. Vậy. Có nghĩa là dân nam, tộc nam giống nhau thì nhớ nữ, nữ giống nhau thì nhớ nam. Những cái nào khó để mình đốt. Mình coi qua một lượt cái xong rồi mình tìm những cái dân tộc nào đặc biệt đó để mình dành, để dành mình đố bên kia. Nhưng mà cái này đặc biệt là mình ra mặc đồ giống lửa. Con nhắc ba, ba nhắc con. Ha. Ừ. Nên vậy thành cho con mình không nhớ. Không nhớ thì mình chịu. Yeah. Rồi đừng có buồn, không có chuyện gì hết. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Hít thở sâu vào, không khí trong lành. Còn bây giờ hai đội đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Đây là 54 bộ trang phục của 54 dân tộc anh em. Cho nên là chúng ta phải lần lượt sẽ đưa ra từng bộ trang phục. Nếu mà đối phương trả lời đúng thì sẽ được 1 điểm. Đội nào sẽ là đội thi đấu đầu tiên? Sì. Đội bé Vân Anh sẽ rồi, con cứ ra đề đầu tiên. Dân tộc Peru Vân Kiều. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Con nhớ, con suy nghĩ đi. 5 Bao nhiêu? 3 Peru. 2 Dân tộc gì ạ? Peru. Đúng. Đây là Pú Pháo. Châu. Đúng rồi. 2 3 Ba nhớ không? Con cứ suy nghĩ con nói đi. Mà ba nhớ không? Ba không nhớ. 3 2 1 Hết giờ. Sẵn chạy. Sẵn chạy. Ra dai. Đáp án là chính xác. Mà không nhớ. Mà không nhớ. 3 4 nhớ thôi không ạ? Thôi. 2 1 Hết giờ. Steel. Dân tộc Steel. Đội Vân Anh xác nhận không ạ? Vậy là đội của anh Dương và bé Phát đã ghi được 4 điểm rồi. Chỉ còn nếu 4 điểm nữa thôi thì đội của anh Trung và bé Vân Anh sẽ dừng cuộc chơi. À, chú đố cái này. Mình không? Chính xác, mình không? Như vậy đội bé Vân Anh ghi được 1 điểm. Chu Ru. Chính xác. Ba, hai, một, hết giờ. Anh có đoán ra được đây là nhà tổng nào? Sán Diều. Nãy bao giờ nhiều vụ chưa còn? Chưa đó. Chính xác.
ba. Mã. Câu trả lời của con. Mã. 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 Có xác nhận không? Là hà. Sao con không chọn nữa đi? Anh xui đi ha. Ok, cho bác ấy đi. Còn nhớ không? Cái này đâu có học. Vô tộc kháng. Xác nhận. Giờ vậy? Có gì đâu. Ok. Sơ đăng. Sơ đăng. Đúng. Xác nhận phải không ạ? Xác nhận phải không ạ? Như vậy đội bé Vân Anh ghi được thêm 1 điểm. Chúng ta bắt đầu bước vào lượt thứ 8. Đây là cơ hội cuối cùng của đội của bé Vân Anh. Nếu đội của bé Vân Anh đưa ra một tấm hình mà của bé Phát trả lời được thì coi như chúng ta sẽ dừng cuộc đấu ở đây. Thì con quyết định thì con cứ đưa cho bác đi. Rồi con thấy lúc mà chị đưa ra những cái ảnh á, con thấy chị có cảm giác rất là lo. Lô, đúng không con? Rồi, ok, đúng, với xác nhận. Thêm 1 điểm. Chúng ta dừng cuộc chơi ở đây. Chúc mừng em. Cảm ơn em. Bởi vì cho dù nếu mà toàn bộ những tấm còn lại đội của con ghi thì cũng không có tác dụng gì, vẫn thua số điểm của đội của bên em Phát. Giấy chứng nhận là anh Dương là bé Phát thắng cuộc chơi của cha con hợp sức. Chị chúc mừng em đã được vào vòng trong và hãy cố gắng là cẩn thận và chơi hết sức mình để có thể thắng trò chơi này. Dạ, em cảm ơn chị. Không có gì hết, chia sẻ. Rồi, cảm ơn. Rất là vui. Rồi, nhiều khi anh em mình còn gặp ở ngoài nữa mà. Đúng không có rồi, gì hết. Rồi. Con, chị may mắn con làm sao? Cố gắng nha. Con còn nhiều thứ trong cuộc sống lắm. Rồi, nha. Con, cái này chỉ là một trò chơi thôi. Đây là chỉ trò chơi thôi. Trò chơi luôn luôn có thắng thua. Cần tập luyện thể dục nhiều hơn để có sức khỏe. Đó chính xác. Chú mong muốn cái bụng này quá to. Chị là con gái, chị nhổ một cái rất là nhẹ nhàng. Con nhổ không nổi ha. Luyện tập thêm. Đó. Ba chỉ tôi. Tự nhiên tổng cho thọc chứ tụng lên tụng la. Ba kêu con. Dạ. Trời ơi ba không biết đường nào hết. Mày nói tài phải của ba hay tài phải của con? Ba không hiểu ý con. Thì ba hiểu ý con.